Hello, xin chào các anh em, đây là mình Sang đây và mình đến từ Lab Valley House. Ngày hôm nay mình sẽ quay một cái video đặc hợp cái em Nebus Q11 này. Như các em nhìn thấy, tag của nhà sản xuất vẫn còn nguyên nha. Hey, đợi Sang tí xíu nào, cái không gian lâu rồi, mình cứ ngồi ở cái ghế kỹ thuật, ngồi đó để mà sửa chữa và nghiên cứu các cái tình trạng lỗi cho các bên đơn vị buôn bán với hãng, hầu như là không buôn bán. Bởi vậy có được một cái video mà tập hợp như thế này á, đối với mình á, mình cũng cảm thấy run lắm các anh em ạ. Camera anh bóc ra nghe. Đây là cái nguyên liệu, đây là khi tháo mỏng ra. Wow, đây là toàn bộ phía bên trong của em đó. Cái đốc này sẽ nghe nhiều các em nói là nhìn thấy rất là chỉnh chu đây. Nhìn thấy cũng xây phật cái này mà trên trong đó. Ở đây là sản phẩm ngày hôm nay, em đem bút Q11 này. Ở trong đây thì một cuốn sách hướng dẫn sử dụng thì nhà sản xuất có rất là nhiều ngôn ngữ, có tiếng Hoa và tiếng Anh. À, thương hiệu Nebus á thì còn tặng mình thêm đây là một cái bộ gói phụ kiện, cái này 23 còn cái gì đâu. Và phía dưới đây là miếng mỡ để mình dành cho em nó lâu ở trong căn nhà của mình. Hết rồi. Ở đây là cái túi 23 này. Ở trong đây, đó, mình đang có sẵn một cái túi riêng. Và đây là cái túi xe cua. Đây là toàn bộ những cái phụ kiện và linh kiện đi theo kèm với lại em Nebus Q11. Khi mà các bạn order hàng từ Lab Valley House về thì lúc nào các anh em kỹ thuật cũng sẽ luôn tháo ra, dán tem và kiểm tra cái tính năng vận hành của em robot có chạy vận hành trơn tru hay không nha. Chính vì điều đó mà các anh em sẽ phải an tâm trước khi mà máy giao đến tận tay của các anh em, thì các anh em chỉ có việc là vui bóc ra và sử dụng thôi. Còn các việc còn lại kiểm tra vận hành, Lab Valley House đã làm trước hết để cho các anh em có được một cái trải nghiệm về dịch vụ của Lab Valley House một cách tốt nhất. Và bắt đầu từ năm 2023, Lab Valley House sẽ còn phân phối thêm linh kiện và phụ kiện để cho các anh em kỹ thuật bắt đầu sửa chữa robot hút bụi, có thêm một cái đơn vị cung ứng về sản phẩm linh kiện sửa chữa robot hút bụi. Bởi vì Sang của các em kỹ thuật đã làm lĩnh vực sửa chữa robot hút bụi hầu như đã gần 8 năm rồi. Và cái khoảng thời gian đầu tiên á, khi mà sửa chữa các em robot hút bụi hầu như đã tìm kiếm linh kiện của nó để mà sửa chữa rất là khó. Chính vì hiểu cái điều đó cho nên Sang và các em kỹ thuật đã tìm ra được cái nguồn cung ứng về cái linh kiện sửa chữa robot hút bụi để có thể chia sẻ đối với các em kỹ thuật nhà mình nha. Cái đường link á của gian hàng Lab Valley House mình sẽ để ở dưới phần mô tả. Các em nào cần linh kiện sửa chữa robot hút bụi có thể link phía dưới phần mô tả để xem cái gian hàng Lab Valley House nha. Còn đối với quý khách hàng thì đối với lại robot hút bụi mình sử dụng một khoảng thời gian thì mình sẽ có cái swing house đối với những cái phụ kiện giống như trang như là chổi cặm này, chổi gầm hay cụm động cơ, chổi gầm hay là cụm động cơ này, thì mình cũng có thể tham quan qua cái gian hàng Lab Valley House trên Shopee á.
Sang cũng sẽ để cái link gian hàng ở phía dưới để cho các anh em kỹ thuật nè và quý khách hàng có thể tham khảo tìm ra những sản phẩm đặc ưng ý nhất cho mình nha. Và video này Sang đang quay tại Lắp Đại học Hồ Chí Minh với số hotline là 0708096600. Gặp bất kỳ vấn đề gì lỗi về kỹ thuật cũng như là các câu hỏi về robot, về các câu hỏi mà trong quá trình mình sử dụng robot của mình, các bạn cứ để dưới phần phần bình luận. Sang và các anh kỹ thuật Lắp Đại học sẽ quay những video nào trả lời cho các anh kỹ thuật cũng như là quý khách hàng nha. Nếu thấy video này hay, xin một like và một subscribe để cho các anh kỹ thuật của Lắp ra nhiều video hơn nhé. Xin cảm ơn các anh và quý khách hàng rất là nhiều. Xin chào.